Hùng, em Phạm Thị Thu Trang, em Bùi Thị Hạnh Quỳnh. Xin trân trọng kính mời bà Hoàng Thị Quýt, Phó Chủ tịch xã Nhân Nghĩa, ông Nguyễn Anh Kiệt, Công an xã Long Giao, ông Nguyễn Thế Huỳnh, Chủ tịch Mặt trận, và ông Bùi Đức Thọ, đại diện tiểu đoàn 18 thông tin, lên trao phần thưởng học sinh giỏi cấp trường cho các em học sinh khối 9. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.